chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello, xin chào tất cả mấy nhà, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đấy, anh em thấy cái gì chưa? Anh em thấy tên nó búp bẩn không? Trời ơi, trận này tên nó loạn xạo lắm mọi người. Nào là hay dừng, rồi bút hắn heo đi chừng trị. Rồi không biết thằng Flo nó đi đâu nữa. Ui, rồi không biết FB nó còn nào luôn. Để xem coi. Trời ơi, trận này xem nó bích tướng nhìn có hài thật sự luôn. Hai già vậy là Flo đi FB mọi người, trận này đúng là lộn xộn luôn đấy. Rồi ok, solo Butterfly đầu game cứ chém nhau nó thôi, không có gì phải sợ đó. Đấy, trừ khi lên cấp 4 thì phải từ từ thôi, còn đầu game thì cứ thẳng mặt qua đánh nó, không có gì phải láng nháng Butter hết nha mọi người. Rồi, ok, còn bây giờ thì vấn đề là thằng con heo đi rừng mở ơi. Đó, nắc hiểu, nắc hiểu ý là nắc sẽ biết vô múc cái rừng nó nha. Đây, rồi, mất, nội tại là vô chém mất thôi chứ còn gì nữa. Nè, chém này, rồi, ham đánh tao rồi, xong. Xin con lính nha. Rồi ok bye, chết nha. Chém này. Ui dồi, thay em anh ơi. Rồi ok, xin mọi người đầu nha. Thấy chưa mọi người, thấy chưa? Nói chung là mấy ông nào gặp Booster đi top thì mấy ông đừng có sợ nha. Cứ bộ bài dầu bốc nó thôi, không gì phải ngán hết. Đấy, còn lên cấp 4 đánh sao? Lên cấp 4 thì từ lên cấp 4 thì cứ đánh bình thường thôi. Kiểu mình có chưa lướt đúng không? Mình cứ lướt mà có cậu. Ui dồi. Cái gì vậy? Mình mãi nói chuyện với mấy ông mà tôi không để ý con ấy luôn. Rồi lướt nè, né thôi chứ còn gì nữa. Từ nha. Bậy nha, bọn mày đi đâu sao lên đây ganh lắm vậy? Trời ơi, hôi khỏi về đấy mọi người. Ui, pha đó xém chết. Trời ạ, mãi ngồi nói chuyện có xém nó bị con bướm nó đi lên nó vào ganh nè. Ôi ôi, gì ấy. Ui ôi, ui. Sao mày, trời ơi, bọn này nó ghim tôi mọi người ơi. Tôi xong rồi, chuyện này tôi cảm giác là tôi sẽ chết hơi nhiều đấy. Rồi, né nha. Né. Trời ơi, má ơi lại luôn, con heo nãy giờ nó ở đây quá trời luôn. Ui, thật sự luôn chứ. Rồi, bây giờ thì chém quái vào luôn. Rồi, bây giờ thì ăn tà hần đã tính. Rồi, bây giờ thì ăn tà hần xong. Trời ơi, nhưng mà má con nãy giờ con cái xin là mình vẫn là mình hết hồn đấy mọi người. Trời nể luôn. Rồi, bây giờ thì đời chắc tôi chưa cần về đâu. Đấy, nhưng mà từ từ nhá. Đánh mọi người gắng bút là phải đánh thật là cẩn thận nha mọi người. Đấy, gặp nó hai nội tại là đừng có lên đánh nhau nó nha. Nó dồn sâu đam to mình không biết đâu. Đây đây, như pha này mình vô mình chém này. Rồi, mày mất ulti nhá. Rồi, chém luôn. Ô, luôn nha mọi người, nó có hai nội tại nó hồi chiều nó chém mình chết đấy. Rồi, bây giờ thì quay đi phòng lính. Mày về không? Về đi. Ở lại là múc ấy, tầm này thì rồi nhá, bây giờ nhá, tầm này là mình đủ đam mọi người, tầm này giờ cho nó hai con tim thì nó không giết mình đâu. Đấy, đợi hồi chiều nhá. Đây, đủ đam nhá, nó đây, chém luôn, nó không giết mình đâu, mình đủ đam mà. Rồi, ui, trời ơi, trời hên quá. Hên vãi nồi ra, hên là hồi kịp chiêu, chiêu 2 đấy, không có là coi như pha nó tử vong đấy. Tự nhiên nó có cái đồ khí, cái quạt nó hồi lại một miếng máu, làm tự mình không đủ đam chứ. Rồi, nhưng mà ui rồi, thôi xong rồi. Ê ơi, má ơi, sao nó canh mình hoài vậy, đậu xanh nó. Ai ơi, thề luôn, đó, đường dưới ông canh đâu, canh mình hoài hết ông mít, nếu ông dừng, trời ơi. Ai, thôi kệ đi, bây giờ thì lên farm tiếp mọi người ơi. Đấy, nói chung là con bút mà thua mình hai mạng rồi thì nó chả đám solo mình đâu. Đấy, tầm này mình quá ao rồi, bây giờ thì cô cướp bộ đồ con Văn Hé mọi người. Mẹ mày, nãy mày dám qua mày. Ganh tao này, Nắc ơi qua đây. Đấy, rồi chung, giờ pha này Nắc qua rồi thì mình bỏ mình về farm lính mọi người. Đấy, nói chung mất một đợt lính rồi. Nhưng mà từ đánh con này, nhưng mà chạy nhanh vậy. Thôi bỏ mọi người. Rồi, bây giờ thì đi farm lính nhá. Đấy. Rồi, ui ôi. Máy phải đi rừng không vậy? Này, bay qua bộ này rồi lướt này chạy nhá mọi người. Cầu luôn tỷ nha. Bắt đầu thế. Chém này, chạy nhanh thế, thôi. Tôi solo không lại nó, mấy ông ơi. Tôi solo không lại con heo rồi, trời ơi, sao bị bệnh đây. Rồi, bây giờ thì từ từ nhé, để xem nha. Á, thề luôn, trận này tem bạn làm tôi không biết đọc map sao luôn mọi người. Thề luôn, nó đánh, nó vừa bích tướng ảo lại, ảo ma luôn rồi, xong rồi nó còn, nó di chuyển ảo ma vãi. Hồi ra tôi không biết đoán gì sao luôn. Rồi, giờ hàng bút không thấy đâu nhưng mà hàng bên họ lên farm lính này. Trời ơi chịu luôn. Rồi, bây giờ thì ra farm luôn đợt lính này thôi chứ còn gì nữa. Đấy,
biết thằng heo nó có đang ăn con quái gì à? Khả năng nó đang ăn đây 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 ui, có phải là con heo ăn à? Ui trời ơi, xém nữa thì chết. Đậu xanh, tôi cứ tưởng là con heo ăn, ai ngờ bút tơ ăn mà cáo em này con nó bụi nó rình tôi, trời ơi hên quá, hên mà tay nhanh em có là coi như mạng nó lại chết đó rồi. Trời ơi đậu ui, sợ quá thôi bây giờ đổi len nhé mọi người, để luôn rồi bây giờ thì lên tiếp tục farm đậu xanh là bên heo tao cay mày đỡ nha. Mày đợi đi tí bố mày nâng được cái khiêng phép bây giờ tao solo mày không ngán mày đâu. Đấy, nói chung là gặp mấy con sốc đam phép thì mấy ông cứ đóng cho tôi cái khiêng khiêng phép nhỏ cho cái giáp gai là ok auto ăn rồi. Tới nha, mấy đợi đã chết. Ôi thôi xong rồi, ăn ngay cái đạn cái chiêu bướm của con Kishi rồi. Rồi, mình cấu cấu hai con quá hơi mình lui chứ không dám bụt lên 4 đâu. Từ từ đây 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 đây, tôi vô lại. Nè nè, ba thằng nè, ba thằng nè. Ở kia thằng Flo này. Thôi xong rồi chết rồi. Đậu ui, thằng Flo là mình mất một nhịp mọi người ơi. Kia giết nó kia, chém hay quá. Trời ơi đậu xanh thằng Flo là nó đang bay vô nó choáng hòa cái làm tôi bất có một nhịp pha nó kịp tay lướt phát nữa là coi như là dồn nhanh là khả năng là tôi không chết rồi. Ây. Thôi nhưng mà sao pha đó coi như là tôi tạo tỷ để cho tem ăn hết 4 mạng đúng không? Đó, trời ơi bay vào ulti phát 3 thằng luôn. Rồi, ok, tôi lại hồi sinh ở đây. Bây giờ thì đi farm tiếp mọi người ơi. Tầm này thì đi top thì có nhiệm vụ là farm và đi di chuyển ganh thôi. Còn lại thì nhiệm vụ còn lại là của AD mình lo hết. Đấy, mình chỉ là một cái thằng nói sao ta, gọi là cover cho tem thôi. Đó, giống như là SP thứ hai đấy. Rồi, bây giờ thì solo for lo mọi người. Tôi vẫn ngán for lo lắm. Đấy, solo for lo coi như là tử vong. Ui ôi, gặp này, chém này không đủ đam. Ui, thôi bỏ nhé mọi người. Đi qua hướng này nhá. Đấy, nói chung mọi người muốn solo for lo mọi người cứ đi qua cái hướng hoa ngược lại của nó nha. Đây đây, nắc rồi nè nè nè, nắc qua rồi nè, nắc qua rồi nè. Mày dám ăn con blue không? Nè nè nè. Mày này, nắc qua nhá, nắc qua lại cho nắc giết for lo nhá mọi người. Ui ôi, nắc bay gần thế. Này, chém đi. Rồi, ok, con for lo kìa, giết nó. Giết nó. Mày này thì qua cướp. Này thì có hội đồng tao. Né luôn, đấu xanh nó chuyện này. Thế luôn chuyện này là mình là cái thằng bị hội đồng nhiều nhất luôn mọi người. Đâu mình đi top phải đi đường AD đâu mà nó qua ra canh hoài. Trời ơi. Mình chơi đâu có. Ê ăn được nó này. Ăn nó này, chém trụ đã. Rồi, ui dồi ôi, nắc làm phát. Bút trắng cái máu luôn. Rồi, ok, xin lỗi mạng AD rồi. Ui, tên bạn cứ qua fit bạn dần cho nắc cái này thì tí nữa nó một chém thì thôi nửa cây đấy. Rồi, ok. Bây giờ thì tôi lại chuẩn bị đi lên đường trên đẩy luôn cái trụ nha mọi người. Nói chung là bây giờ thì ăn con bùa đỏ là tính. Nấy làm gì thì làm là có con bùa là phải ăn hết. Trận này thêm bạn lộn xộn quá nha. Chê quá nha. Rồi, ok, bây giờ thì đi lên farm thôi mọi người ơi. Sắp lên cấp 12 rồi, ăn hết rồi lính này không biết lên cấp 12 không. Đây. Lên được không ta? Lên được không? Lên. Rồi chắc chắn. Ui ơi. Ui, tôi ấn lộn tốc biến rồi, trời ơi. Đấy, lên cấp 12 là chuẩn bị đánh nhau thôi, tầm này tôi lại xanh rồi. Đấy, trận này nắc gánh tim, à, trận này thanh nhân đi bú win. Rồi, ok, đây, mày nãy giờ tao chưa có thời để bắt mày thôi, giờ mày chết chắc đi. Đấy, xin nhá, rồi, ăn luôn hai mạng nhé mọi người. Từ, ui, bổ luôn này, chém này, bổ này, ulti ra ngoài này. Rồi, không sao, chết cũng được. Rồi, tôi lại hồi sinh ở đây. Trận này đây là màn thứ 3 tôi hay bị gục xuống rồi. Ok, nhưng mà không sao, tem mình gánh hết, không phải lo, tôi cứ đi vòng vòng rồi đi đánh nhau thôi. Đấy, rồi bây giờ thì nâng xong cái giá phép rồi thì tôi sẽ nâng cái món đao ấy mọi người. Đó, nâng cái đao còn đánh nhau với floor ấy, chứ không nâng đao đánh nhau floor là hơi choai đấy. Đánh không kiểu không sốc đam nó là mình không dùng chiêu hết chiêu, không đánh thì giết được nó thì coi như nó giết mình thôi chứ gì đâu. Rồi, bây giờ thì đi nấp và đi farm nó còn blue không? Ui hết rồi à, chán thế. Qua đây nấp coi. Nấp coi, có anh nào đi ra qua đây không? Rồi, khả năng là không rồi, khả năng là nó lên kia đánh nhau rồi nên là mình sẽ di chuyển qua nhá mọi người. Đây, thằng Esu đâu? Rồi, tới công chuyện rồi, xong rồi. Ôi, cứu. Đậu xanh. Lùi, bỏ, lùi, tôi biết đấy nè. Rồi, không được rồi. Đậu xanh là mình lại chết nữa rồi. Trời ơi con Flo này. Trời ơi sao mày cây cú tao hay sao mày dính tao lâu thế. Úi rồi.
Ê, mega kill, mega kill kìa, mega kill kìa, mega kill kìa. Mega kill, mega kill. Ăn được mega kill không kìa? Thằng mày heo đâu rồi? Mega kill, mega kill, mega kill, mega kill, mega kill. Rồi, 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 rồi. Rồi, ok, trận này đã có mega kill cho anh xem rồi, nhưng mà phải của tôi. Trời ạ. Trời ơi, bay vô cân 3, ngồi cuối cùng chạy SML luôn. Rồi, khả năng là team mình pha này huyền đấy rồi. Úi dồi, mega kill tiếp à? Úi dồi, mega kill tiếp kìa. Trời ơi, nó ăn ba cái mega kill một lúc luôn. Đấy. Nói chung là giờ team bạn nữa không, nữa không? Mega kill nữa không? Mega kill nữa không? Úi, nhìn lại mega kill nữa. Rồi, ok, cảm ơn anh em nhé. Có khả năng clip này kết thúc ở đây nhá. Đấy, coi như là clip này tôi sẽ ăn hồi được 4 cái mega kill nha, nhưng mà hỏi của tôi. Ok, hẹn em một clip sau nha. Bye bye.